Hello mọi người, đây là sân bóng hay đá các bạn nha. Rất nhiều người hỏi đây là sân nào, đây là sân này các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tìm một chỗ để thay giày các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy không, đôi giày của tôi thì là đôi giày cũ rồi. Đôi Nemen Zit này của mình rất là lâu rồi. Đôi này mình mua phải nói là gần 2 năm rồi các bạn. Và quay rất là nhiều clip về nó rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử một đôi mới của mình nha. Sẽ là một đôi giày khác, một đôi Nemen Zit khác mà mình vừa mới mua xong. Và đôi này có giá là 5 triệu các bạn nhé. Đợi mình chút, rất hồi hộp để có thể lấy nó ra xong rồi cùng xem. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lấy đôi giày của mình ra các bạn nha. Ok, đôi này chính là đôi Nemen Zit 19.1 các bạn. Các bạn hãy nhìn chữ Nemen Zit 19.1 FG các bạn nhé. Đấy, đôi này là size 42/3. Ok, rất là áo hấp. Đây là cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ sẽ mở hộp giày ra nè. La la các bạn thấy không? Đấy, giấy tờ là còn nguyên tem, nguyên kiện nha. Đây, chưa bóc tem luôn này. Cái đôi này là em còn nhớ là anh còn tặng cho Phan Văn Đức rồi anh ạ. Ừ, đôi đấy anh có hai đôi. Một đôi anh đưa cho Đức, một đôi thì anh lúc ấy là chưa sử dụng. Và bây giờ anh đã quyết định mà mang đôi này ra để sử dụng nó hôm nay, bóc tem nó. Đây các bạn nha, chưa bóc tem luôn nhá. Dây dợ vẫn còn nguyên này, chưa bóc tem một tí nào luôn. Ok. Tại vì mình đi đôi này rất là lâu rồi. Mình đi đôi này rất là lâu, cảm giác nó cũng rất là ok rồi. Nên bây giờ mình chuyển sang cái dòng mới này. Không biết hôm nay anh Phúc còn có trở thành Phan Văn Đức không? Không, anh sẽ trở thành Messi. Messi à? Dòng Messi. Trở thành Messi các bạn nhá. Hôm nay anh Phúc thử sút chân trái xem như nào nhá. Thật ra thì mình là fan của Ronaldo. Nhưng mà mình thích Adidas, thế nó mới đau. Em xin lỗi anh Bảy, em xin lỗi Ronaldo của em. Nhưng mà em lại thích đi Adidas hơn là thích đi Nike. Ok. Đây các bạn nhìn nhá, cái đôi này và đôi này, đây là một cái bản. Đấy các bạn thấy không, có sự khác biệt không? Bản nâng cấp 19 này nó sẽ đẹp rất là nhiều. Và đây là đôi, trước mình lấy là đôi đế tinh đinh răm các bạn, đế TF. Còn đây là đôi này là FG các bạn nhé, đế nó dài hơn. Ok. Đôi này thì đi rất lâu rồi nhưng mà vẫn rất bền nhá các bạn nhé. Chưa hề bị bung một tí gì luôn. Các bạn nào xem clip mình quay nó từ rất là lâu rồi, hơn một năm nay rồi. Nhưng mà không hề có một vấn đề gì luôn. Ok. Bây giờ thì sẽ thử xỏ em này vào xem sao. Cái cổ rất là ôm luôn các bạn nhé, có cái cổ này. Các bạn nhìn kỹ được cái cổ này nhé, nó có một lớp chun này. Nên rất là dễ để đưa chân vào. Nó co giãn anh. Ừ đúng không, đấy. Rất là chặt luôn. Cảm giác rất là bó chân và rất là êm. Ok, như vậy là mình đã buộc giày các bạn ơi. Cảm giác là đôi giày của mình khi mà đi vào rất là nhẹ. Đôi này rất là nhẹ. Nhẹ đôi cũ mình rất là nhiều luôn. Thật sự là cảm giác nó nhẹ như đôi ấy. Bình thường các bạn thấy là mình hay đi đôi 1X18 hoặc là 19 thì đôi X thì là dòng chuyên cho kiểu tốc độ ấy, rất là nhẹ. Nhưng mình cảm giác đôi giày Nemesis này rất là nhẹ, nhẹ ngang đôi X luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử một vài động tác tâng bóng xem sao. Có vẻ là đây, đầu tiên đi luôn nhé. Đầu tiên thử nhưng mà thấy tâng rất là êm luôn. Tâng cực kỳ êm, cực kỳ dễ để có thể điều khiển bóng này. Và cái này đôi này màu đỏ nữa rất là đẹp. Cái màu đỏ này thật sự là nhìn rất là hợp với cả các cái tông đồ của mình luôn các bạn ạ. Ok. Ok, và bây giờ sẽ phần thứ hai, mình sẽ thử đỡ bóng xem sao. Tâng thì rất là êm mà rất ok rồi. Bây giờ mình sẽ thử đỡ từ xa truyền đến vài quả xem là cảm giác bóng với cả đôi giày mới của mình ra sao nhá. Nếu mà đỡ hơi chém thì các bạn đừng có chê bai bởi vì giày mới mà. Ok. Một đường truyền nói là tôi không thể tin nổi. Một đường truyền của người anh nói là đúng kiểu mà anh nghĩ mình là thủ môn bọ cạp của ngày xưa của thủ môn gì nhỉ? Các bạn còn nhớ các bạn thủ môn này không? Ghi ta. Đấy. Lần chơi. Ôi giời ơi các bạn ơi, chuyển kiểu gì vậy? Lần một chuyền thì bóng bổng quá thì mình đỡ kiểu bọ cạp. Lần thứ hai thì chuyền đúng vào đầu gối mình kẹp. Chưa hiểu là đá kiểu gì đỡ dày chưa chạm gì cả, chán rất là chán. Lần thứ ba cùng xem nhá, mình sẽ đỡ kiểu này mà, cùng chờ xem. Ok em ơi, thứ ba là cái đây vào. Ok. Come on. Các bạn thấy sao? Có vẻ như là quả này đỡ cũng khá êm đúng không các bạn? Thấy quả đỡ sao không? Mặc dù không phải đi giày Nike giống của Neymar nhưng mình vẫn đỡ một quả khá êm và bóng này rất là nhẹ trước mặt. Sau đó dùng khoa ghi vào góc chết rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy ok không? Ok, bây giờ thì mình sẽ thử tiếp, thử dây bóng xem sao. Và bây giờ sẽ dây bóng các bạn nha. Đây các bạn nhìn đây. Có một clip dây bóng cực kỳ hay của Son Heung-min, mình mới thấy trên mạng luôn. Và khi đang dây bóng này quá là ảo diệu không các bạn, quá hay đúng không? Bây giờ mình sẽ thử xem sao nhé các bạn nha. Đôi giày mới của mình.
đúng là không hề dễ chút nào bạn ơi. Mình thử đầu tiên nhưng mà thấy là rất là khó. Thêm sau nữa các bạn nhé. Có vẻ không đơn giản chút nào đâu. Thử lần nữa này. Ok. Có nghĩa là chân mình rất là nhanh và phải đưa bóng đi liên tục như này. Thêm một lần nữa nhá. Ok các bạn ơi. Bạn thấy sao? Rất thành công. Anh Phúc ơi. Sao em? Em thách anh có một anh làm một skin còn khó hơn skin của Soemi này ạ. Khó hơn cái gì sao ạ? Vâng. Ok để anh nghĩ xem. Hai thủ môn nhá. Khó hơn, đẹp hơn đúng không? Ok như này. Xong chưa? À quên mất. Messi mà anh. Mình đang là Messi không phải Ronaldo. Thói quen ăn mừng của mình là Ronaldo. Thủ môn tài đang bị đứng hình trong 5 giây các bạn ơi. Tài thì sao? Đẹp không? Rất khó quá các bạn ạ. Ok, xong tiếp theo nhá. Mọi người, và bây giờ thì mình sẽ thử sút vài quả xem sao. Ở nãy thì chưa sút hẳn thôi, bây giờ thử sút từ xa xa một chút xem mà đôi giày này sút có sướng không. Tại vì đôi giày này là Messi đi mà. Bây giờ mình nghĩ là khi mà đi Messi đi thì mình đi sút chắc cũng sẽ ok thôi. Đúng không ạ? Thử xem nào. Giày Messi thì chắc chắn là sút phạt sẽ sướng rồi. Thêm một chút khó nữa thì có thể thêm hàng rào không? Mấy anh có thể vào khu anh làm hàng rào không? Bây giờ thứ hàng rào các bạn nhá. Vào đây các bạn không? Có ba bạn ở đây. Thì mình ba bạn này đều thủ môn các bạn ạ. Tí nữa thì mình sẽ cho tài bắt ba quả bắt đổi cho bạn để thử nhá. Ok. Wow, tài bay rất đẹp các bạn ơi. Nhưng mà bóng đã vào lưới rồi. Không hiểu hàng rào này đứng cái gì. Tại vì cả hở cả một khoảng rất là rộng bên kia. Các bạn thấy không? Hở rất rộng bên kia. Mình chỉ cần đá má ngoài phát là cuộn từ bên kia vào là vào luôn. Trời ơi hàng rào ơi hàng rào. Và lượt thứ 3 này thì mình sút xa hẳn ra các bạn nhé. Thì cứ liền đi. Cứ liền rất xa luôn đấy, khoảng tầm 30m các bạn ạ. Thật ra chân mình sẽ không đủ lực xương. Tại vì mình lâu rồi mình không tập sút nhiều. Nên là sẽ rất là mỏi nhưng mà mình sẽ cố gắng các bạn cùng xem nhá. Và đừng quên bấm like Phúc để mày cũng cố gắng quẩy với bóng. Đáng lòng các bạn đã trúng sàng ngang rồi. Ok, bây giờ đổi thủ môn các bạn nhá. Đứng trước ba quả sút của anh Phúc. Em có run không? Em hơi run. Anh Phúc sút mạnh lắm ấy, cẩn thận nhá. Rồi, bay người cho đẹp vào. Anh chưa bắt được quả nào ơi, tao tin tưởng hết vào mày nhé. Bạn ạ, à, em ạ. À. Na. Lần một này. Lên 100 đấy. Ôi trời. Vừa xong là mình sút khá là nhẹ, mình thì thử xem là bạn thủ môn nào, nhưng có vẻ bạn ý phản xạ chưa tốt lắm. Các bạn ấy giơ tay cao quá nên mình phải đá rất là cao các bạn ạ. Nếu không mình không vào được. Ôi được cuối nha. Bây giờ thì mình sẽ thử Messi nhé. Messi đá chân trái đúng không? Bây giờ mình sẽ đá chân trái với đội Messi xem sao. Thật sự là đây là một cái rủi ro rất là cao hàng rào. Mình đá chân trái rất là dở hơi luôn. Không chờ xem. Cẩn thận đây. Không chưa? Yên tâm, yên tâm. Wow, không ngờ mình đá chân trái lại xoáy mất, nguy hiểm phết. Tại sao nó mồm được? Đúng là đi giày Messi, đúng là đi giày Messi anh ạ. Đúng giày Messi khác, mình đá chân trái bình thường là toàn vọt xà, toàn bắn chim thôi. Bình thường là mình đá chân trái là kiểu kinh zip lớp là lên trời luôn là bắn chim luôn. Thế mà không phải sao này, bóng lại xoáy rất đẹp đúng không? Rất là vô lý luôn. Ai tiếp theo nào? Như vậy là vừa xong ba thủ môn chúng ta, không được quả nào cả. Bây giờ thủ môn cùng chúng ta đây. Chủ cho khác mình vô lê các bạn nhé, cùng xem sao, thử ba quả nhá. Nhanh hết bóng với mình. Ok. 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 Oh. Hơi bị tiếc một chút, bóng nó bay xèo qua cái cọc một chút xíu nữa các bạn ơi. Cuối cùng là mình đã không thành công trong lần thử này. Hai lần nữa nha. Có sao em? Chủ môn các bạn đau chân một chút tại vì vừa xong là bay người khá là xa. Ok. Như vậy lần này là vào các bạn ơi. Lần này không có đường nào để bắt luôn các bạn nhá. Tài đến luôn xem này cho bạn nhìn góc nó dễ hơn. Cái lần cuối nhá. Thứ ba này. Mới thủ môn. Thứ ba nhá. Action. Ok.
suýt được. Có vẻ là thứ ba này bạn bắt rất tốt. Một chút xíu tôi đẩy rồi. Có vẻ là bóng vẫn hơi nhanh một chút rồi bạn ấy. Ok bạn thấy không? Tài quay giày này. Các bạn thấy không? Đôi giày của mình phải nói là lúc từ lúc đi vào mình thấy mình sút giỏi hơn rất là nhiều. Nhưng đẹp nhỉ. Mà buổi đây các bạn thấy không? Màu cam. Lóng lánh không? Tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Nếu các bạn thấy hay đừng quên là bấm like đăng ký kênh chúng mình nhá. Sau clip này thì mình sẽ có một hành trình tiếp theo, mình sẽ đi Singapore này, đi Thái Lan, đi Cần Thơ. Và các bạn chờ đón tiếp theo của mình nhá.